cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bắt đầu từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 23 tháng 5 năm 2021. Việc bỏ phiếu có thể sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21 giờ cùng ngày. Khu vực bên ngoài phòng bỏ phiếu là nơi niêm yết danh sách cử tri. Nội quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu cử, danh sách và tiểu sử những người ứng cử. Khu vực này có thể bố trí bàn, ghế để cử tri chờ thực hiện việc bỏ phiếu. Phòng bỏ phiếu có lối vào ra một chiều theo sơ đồ như sau. Bắt đầu lối vào là bàn hướng dẫn, bàn để cử tri xuất trình thẻ cử tri và nhận phiếu bầu. Khu vực bàn có vách ngăn để cử tri viết phiếu bầu. Tiếp đến là nơi đặt thùng phiếu để cử tri bỏ phiếu. Và tiến đến bàn đóng dấu đã bỏ phiếu vào thẻ cử tri để xác nhận cử tri đã bỏ phiếu. Có 4 loại phiếu bầu cử. Phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội màu đỏ nhạt. Phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh màu xanh dương nhạt. Phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân 5 huyện thành phố Thủ Đức màu vàng nhạt. Và phiếu bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân xã thị trấn màu trắng. Màu thùng phiếu bầu cử. Thùng phiếu bầu đại biểu Quốc hội có màu đỏ nhạt. Thùng phiếu bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có màu xanh dương nhạt. Thùng phiếu bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân 5 huyện thành phố Thủ Đức có màu vàng nhạt. Thùng phiếu bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân xã thị trấn có màu trắng. Có 2 thùng phiếu chính ở mỗi tổ bầu cử của 215 phường tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 3 thùng phiếu chính ở mỗi tổ bầu cử ở 34 phường của thành phố Thủ Đức tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thủ Đức. 4 thùng phiếu chính ở mỗi tổ bầu cử của 63 xã, thị trấn tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân 5 huyện, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, thị trấn. Ngoài ra, tổ bầu cử chuẩn bị một thùng phiếu phụ chung cho các loại phiếu bầu 2 cấp, 3 cấp hoặc 4 cấp. Cách gạch phiếu bầu. Nếu cử tri không tín nhiệm người ứng cử nào thì gạch ngang cả họ và tên người ứng cử đó. Không khoanh tròn. Không được đánh dấu trên phiếu bầu. Không được viết thêm, không được ghi tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu. Nếu cử tri gạch nhầm hoặc phiếu bầu bị hư hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác. Cử tri không thể tự gạch phiếu bầu thì nhờ người khác gạch phiếu hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu. Người gạch hộ phiếu bầu phải ghi trung thực ý muốn của cử tri nhờ viết hộ và bảo đảm bí mật phiếu bầu. Khi viết hộ phiếu bầu xong phải giao lại phiếu bầu cho cử tri để cử tri tự mình bỏ phiếu vào thùng phiếu. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.